Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Tốt Vũ và Lái Xe nha. Ngày hôm nay là mình sẽ quay trở lại với bài ghép xe ngang vào nơi đổ và hướng dẫn cho các bạn là cách sửa tại sao mà mình đi trong nó bị hẹp nè. Đó, mình hẹp thì cách sửa như thế nào đây ha. Rồi, bây giờ các bạn lưu ý là khi mà hẹp thì các bạn lưu ý là mình gần chạm dịch tràn như thế này thì mình có phương án rất là dễ nha. Mình nhớ câu thần chú giùm thầy nha. Hẹp trái thẳng lùi, hẹp phải thẳng tiến nha các bạn. Nếu như mà hẹp phải như thế này thì các bạn tiến lên, thẳng lái tiến lên. Thẳng lái tiến lên. Rồi cho nó hở chút xíu. Rồi, lúc này tiếp tục chúng ta đánh thanh lái qua trái nha. Đánh lái qua trái và vô số lùi tiếp tục lại. Rồi. Thanh lái qua trái và vô số lùi lại thì nó sẽ bó sát bên trong luôn. Đó, và nó rất là dễ nhận bài luôn nha. Và cái trong quy tắc gấp xe ngang và nơi đổ này á thì các bạn lưu ý là mình sẽ bị cái lỗi là ghép rộng quá thì nó sẽ không nhận bài nha. Đó, thành ra là các bạn lưu ý là nhớ là mình bị hẹp thì mình cứ trả lái ngay tiến lên, sau đó mình đánh thích lái qua trái và lùi lại, nhìn bên góc bên phải, nếu khi nào song song thì bạn thắng lại trả lấy ngay dê về. Ok, lúc đó bạn lúc đó là sẽ về nhận bài rồi ha. Nếu như mình cứ hẹp thì mình cứ chỉnh như vậy ha. Đây là học viên là mình đang tạo cho cái cách mà giống như đi thi thì các bạn sẽ sai thì các bạn sẽ sửa được ha. Đó, thành ra là các bạn lưu ý, các bạn nào nếu như mà ghép cái xe ngang mà hay mà hẹp á thì các bạn có thể xem tham khảo video này ha. Đây này, anh trai này anh học mới có 2 lần nè, nhưng mà anh ghép là coi như là rất là tiến bộ nha. Ở cái lần đầu tiên thì ghép hơi rộng, lần hai thì ghép hơi hẹp, lần ba thì lại càng hẹp nữa, nhưng mà cái bài này đòi hỏi là phải hẹp nha. Nếu như như thế này, nếu như đầy đủ ok, xong đó tục tiến ra. Nhưng mà khi tiến ra các bạn lưu ý nè, các cái dòng xe nó sẽ đi theo như thế này, đi theo hình như thế này, thành ra là khi mà tiến ra thì các bạn lưu ý nhớ quay lại phía sau mình nhìn để tránh rủi ro tai nạn trong quá trình mà thi lái xe nha. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn theo dõi video này nha. Nếu như các bạn thấy hay thì nhớ để lại một tim, một follow cho thầy nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Ai có nhu cầu lái xe cứ liên hệ với thầy qua kênh TikTok thầy Vũ cho lái xe Kiên Giang nha. Số điện thoại để đến tường nha các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video nha.